Thưa quý vị, trong ngày 15 tháng 8 theo giờ địa phương, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã cập nhật các khuyến nghị về bệnh động mùa khỉ, bao gồm thông tin động vật nuôi có thể lây nhiễm virus từ người. Động thái này được CDC Mỹ đưa ra sau khi ghi nhận ca nghi nhiễm đầu tiên ở vật nuôi bị lây virus từ chủ tại nước Pháp. CDC Mỹ khuyến cáo những người bị bệnh đậu mùa khỉ nên tránh tiếp xúc gần với động vật và những gia đình có người bệnh cần mang gửi vật nuôi cho tới khi chủ nhân của chúng bình phục hoàn toàn. Trước đó, các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện bằng chứng về việc lây nhiễm virus đậu mùa khỉ từ người sang chó tại Pháp. Trường hợp được đề cập là hai nam giới sống cùng nhà và cùng mắc bệnh đậu mùa khỉ. Khoảng 12 ngày sau khi họ biểu hiện triệu chứng đầu tiên, vật nuôi của họ, một con chó săn giống Italia 4 tuổi, cũng có những vết phát ban và xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ. Sau khi phát hiện ca bệnh là thú nuôi tại Pháp, các nhà nghiên cứu kêu gọi cần điều tra thêm về nguy cơ lây truyền bệnh đậu mùa khỉ thứ cấp qua vật nuôi. Họ cũng cho rằng điều này sẽ thúc đẩy cuộc tranh luận về sự cần thiết phải cách ly vật nuôi khỏi những chủ nuôi dương tính với virus đậu mùa khỉ.